Anh Hải một tín đồ thời trang, nhưng đồng lương của một người mới ra trường đi làm không cho phép anh mua được những chiếc đồng hồ xịn, chính hiệu. Anh tìm đến những món hàng làm giả thương hiệu bán trên mạng. Không ít người tiêu dùng Việt Nam đã lựa chọn như anh Hải, vì trên mạng, những thương hiệu lớn, những nhãn hiệu nổi tiếng xa xỉ đều có, mà giá thì rẻ hơn hàng chính hãng đến hàng chục, thậm chí hàng trăm lần. Không phải bên mình đang bán, bên mình bán đồng hồ đúng không ạ? Bên mình cái Dubo còn hàng không ạ? Chỉ cần vài cái click chuột và ngồi chờ sẽ có người đưa hàng đến tận nơi, rất thuận tiện. Chỉ với hơn 500.000 đồng, anh Hải đã sở hữu một chiếc đồng hồ thời trang và sẵn sàng chấp nhận rủi ro nếu đồng hồ có sự cố. Tiền nào của nấy mà chị, thì đợt trước thì em có câu chuyện là bạn em có hỏi là mấy giờ, thì lúc ấy là khoảng tầm 8 giờ tối, thì đồng nhìn đồng hồ em thì cũng ấy là 5 giờ chiều, thì em cũng xấu hổ thật, nhưng mà đồng hồ về thời trang mà đẹp là được, không quan trọng gì. Chỉ cần hình thức đẹp với thời trang là được, không kể hàng thật hay giả. Chính tâm lý đó của một bộ phận người tiêu dùng hiện nay đang gián tiếp tay cho thị trường hàng giả tồn tại. Cái đồng hồ này thì thực ra nói là mua thì nó không có bảo hành, thì tôi dùng được vài tháng này tôi thấy là nó giá tiền nó có thế, thì chạy thì đôi lúc này nó cũng đơ, nó cũng không được tốt lắm, vì hàng mua qua mạng thì nó chỉ có thế thôi. Cũng phải nói ngay, trên thực tế cũng rất nhiều người tiêu dùng do thiếu thông tin nên không phân biệt được hàng thật, hàng giả, trở thành mồi ngon cho các đối tượng làm hàng giả lừa đảo. Nhưng rõ ràng là cũng không ít người tiêu dùng lại gián tiếp tay cho hàng giả vì nhu cầu muốn sang mà lại rẻ.